Trời ơi, có mấy cặp loa Đà Lạt. Hỏi mấy đứa: em này bán nhiêu? Ấy kêu: anh tùy à. Hỏi tùy là tùy sao? Tùy theo anh muốn đi tàu nhanh hay là tàu chậm. Ủa tàu nhanh là sao em? Tàu nhanh nó có nghĩa là mình đi nhanh á. Ủa là sao? Kiểu như mình đi nhanh chứ không có phải đi chậm. Ủa là cái con nó chạy thích hồi cái mình cũng không hiểu luôn. À, giờ vẫn chưa hiểu tàu nhanh là tàu sao ta. À, thế thì những cái màng này đen thui. Cái tên thiên hạ nó gọi là màng carbon. Màng carbon. Carbon có nghĩa là đen thui. À, như vậy hả? Vậy cái chai màng trắng không biết là sao ta? Nó không hiểu luôn. Ôi rồi cái đít này là đít bao nhiêu bự ta? À, 2 tấc. Oh man. Sao cái nào cũng đúng kích thước rồi? Sao tôi chỉ thấy có mỗi cái lỗ này thôi chứ tôi không để cái này. Rồi cuối cùng tóm lại là cái loa này giá nhiều cũng chưa nói nữa. Thiệt. À, 7 triệu nha quý vị. 7 triệu nha. 7 triệu cặp loa. Còn nếu bạn nào mà muốn mua một cái thì là bán 3 triệu rưỡi nha. À, nhưng mà ai chơi cá? Chơi cá chơi ai? Ủa quên, cái này loa mấy tấc? Cái này là loa 5 tấc. 5 tấc tiếng Anh gọi là gì ta? 18 inch. 18 inch còn gọi là loa 5 tấc. Còn tiếng Việt mình gọi là loa 50cm. 50cm thì có vẻ là hơi dài đúng không? Không. Có 50cm này nó mới sâu được nha. Ok ha. Rồi, nói chung là nói xàm từ nãy đến giờ thì cũng đã làm mất hết 1 phút 50 giây quý báu của quý vị ha. Rồi, bạn nào thích thì bùm luôn nha. Bye.